先生的客人来了，拜拜啊。Chị Linh nói là cả tiếng Hoa à? Giỏi thế. Anh có thông tin gì về cái Golden Bay không? À, có. Em ở Nha Trang đúng không chị? Dạ đó. Bạn em là chủ đầu tư luôn đấy. Công ty cái gì Thịnh ấy? À, công ty ở Nha Trang ngay trung tâm thành phố Nha Trang. Em có nên mua ở chỗ đấy không? Em đang định tuần tới em đi ra đấy em xem cho. Đó, thì bây giờ em bạn em là nó là chủ đầu tư luôn. Thế đấy. Em mua tốt hơn bình thường chứ đúng không? Thì đó, thì bây giờ có 340 triệu đến 400 triệu này là. Bạn em nó là chủ đầu tư đấy luôn đấy, em biết đấy mà. Nếu mà chị thì em này em hỏi anh dưới góc độ hả? Không, tại vì chị biết sao, nếu mà chị mà đá nó đá này khi mua nào thì, khi nào thì em liệu cũng bắt đầu có thể thu lợi từ cái chỗ đấy. Tại vì ở đấy nó cam, tại vì bây giờ chị nếu mà chị mà bên em cam bên đó nó cam kết đấy là sinh lợi nhuận mà. Tức là 20 khách hàng đầu tiên thôi. Chắc là nghe là hứa. Không, không hứa, có văn bản đàng hoàng mà không phải hứa. Không, ở đây em thấy đường mà. Nhìn thấy con cua nó ở trong lỗ. Không, em thấy ở đây đường đấy chị. Nhưng mà em muốn mua để em thấy khách sạn mà. Hôm nay em gọi điện em hỏi nó thì nó bảo nó không thấy khách sạn được đâu. Nó quy hoạch sẵn như kiểu villa, kiểu park rồi. À. Không chỉ được xây lên đến 3 tầng thôi. Thì đó. Một cái tháng anh chuyển nhà anh tìm người sắp bước sang bang cho nên là thôi em ứng cho cụ 6 tháng.